Nói thiệt là mình rất mê và hâm mộ Mai từ lúc còn trẻ cơ, phải là 20 năm về trước đó. Mình chính vì thế mà mình mới tìm đến BB Thanh Mai này để làm đẹp nè. Mình muốn được như Mai, vừa được độc lập, vừa xinh đẹp, lại vừa làm chủ cuộc đời mình nữa. Cảm ơn chị đã quý mến Mai. Mai cũng đồng ý với chị là khi mình có một cái diện mạo ưa nhìn chút, coi được rồi mình gìn giữ, thì đầu tiên là mình sẽ cảm thấy hạnh phúc và mình cũng tự tin. Đồng thời nữa là mình cũng tạo được sự thiện cảm đối với những người xung quanh. Và chính cái sự tự tin đó làm cho mình rất là bộc lộ được cá tính và xông pha thực hiện được tất cả những hoài bão của mình để mình có cái thành công nho nhỏ để rồi mình làm tự chủ cho cuộc đời của mình. Đúng là như vậy. Mình không giấu gì Mai, mình cũng vừa mới trải qua một cuộc hôn nhân đầy sóng gió và mình đã tìm cách là ra đi. Mình bây giờ đó là một người được tự do rồi, mình được cái quyền là yêu thương và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Mình thấy cái cảm giác đó nó đã gì đâu luôn đó. Thực ra đầu tiên thì Mai chia buồn với chị về cái hạnh phúc mà mình đã phải rời bỏ một cái điều mình không mong muốn, nhưng mà nghe cái giọng nói của chị cũng như ánh mắt của chị thì Mai thấy là chị bây giờ đã gạt qua được những cái không buồn trong quá khứ để mình tiếp bước cái cuộc sống tương lai của mình, và nhận ra một điều rằng là chính bản thân mình mới đem lại hạnh phúc cho mình. Nhưng mà chưa đâu nha. Hôm nay á mình quyết định đến BB Thanh Mai này để làm đẹp hơn nữa. Như vậy mình mới thấy hạnh phúc hơn. Rồi mình muốn Mai làm cho cái da của mình làm sao mà được đẹp như da của Mai rồi. Vì sóng gió cuộc đời nó đã lấy đi nhan sắc của mình rồi. Chị an tâm, nhất trí chị. Sóng gió cuộc đời có lấy mất đi thanh xuân của chị, nhan sắc của chị, nhưng BB sẽ trả lại thậm chí còn nhiều hơn ngày xưa để chị có thể được hạnh phúc ha chị ha. Nghe vui quá. Bây giờ chị em mình lên lầu nha. Khách hàng Hồng Tươi, 59 tuổi, tình trạng da: rãnh cười sâu, da chuột nhão, vùng má chảy xệ. Lựa chọn công nghệ trẻ hóa da tại BB Thanh Mai, liệu rằng sau 60 phút, khách hàng Hồng Tươi có thể sở hữu làn da như mong muốn? Cùng xem ngay kết quả nhé! Sau 60 phút với Anti-Aging tại BB Thanh Mai, làn da của Hồng Tươi đã trở nên săn chắc, mịn màng, rãnh cười không còn, trẻ ra 10 tuổi. Kết quả thật bất ngờ, ngoài mong đợi. Không nghĩ rằng ngay sau khi bác sĩ hoàn thiện liệu trình thì da mình đã căng và mịn màng. Những nếp nhăn trên trán cũng mờ đi hẳn. Rồi hai cái mép ở miệng nè, nó cũng bay mất luôn. Quá thần kỳ. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn BB Thanh Mai đã có thể giải cứu nhan sắc già nua của mình. Bây giờ mình hoàn toàn tự tin và hạnh phúc lắm luôn. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.